Mở đầu chương trình tin tức hôm nay, chúng tôi những người làm báo Thanh Hóa xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chắc hẳn quý vị đang rất háo hức cập nhật những tin tức thời sự nóng hổi nhất trong ngày. Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin nổi bật ngay sau đây. Phát biểu tại phiên thảo luận ở Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp, đề cập đến những vấn đề trong công tác phòng ngừa tiêu cực tham nhũng. Trăn trở về công tác phòng chống tham nhũng, đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị các cấp có thẩm quyền nên có làn danh đỏ cho phép các cán bộ doanh nghiệp đã làm những việc không đúng quy định pháp luật trước đây mà tự giác khai báo, hoàn trả lại tiền bất hợp pháp cho nhà nước thì được bảo vệ bí mật và được khép lại hồ sơ, có thể hoạt động công tác bình thường. Theo đại biểu, đây là cách giúp những người lỡ nhúng chàm có thể ăn năn hối lỗi và cũng thể hiện sự khoan hồng nhân văn của đảng, nhà nước như tiền nhân đã nói, đánh người chạy đi chứ không đánh người trở lại. Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, những vụ sai phạm trước đây của cán bộ doanh nghiệp cũng có phần do cơ chế, chính sách. Địa phương nào cũng muốn phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa, thu ngân sách cao cho bằng chị bằng em, trải thảm đỏ để kêu gọi đầu tư nên vượt rào, không làm đúng quy định, nên giờ đặt lại thì bị sai phạm nhiều hoặc ít. Đại biểu cũng bày tỏ xót xa khi củi đưa vào lò toàn là những loại gỗ quý hiếm, nhiều quy định phát huy người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhưng có làm có sai, không làm không sai, nếu sai thì bị xử lý. Tôi nghĩ cán bộ hiện nay theo báo cáo làm việc cầm chừng, sợ sai, sợ trách nhiệm cũng có lý do của họ, ông Hòa nói. Liên quan đến vụ xe khách 15G00147 chặn đầu xe cứu thương trên đường vành đai 3 trên cao, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Huy, quản lý chiếc xe này thừa nhận, tài xế đã sai khi đi vào làn khẩn cấp. Tuy nhiên, ông Huy cho biết hành động của tài xế không cố tình. Ông Huy trần tình, do tắc đường, phía trước có nhiều xe cũng đã đi vào làn khẩn cấp, phía sau có xe cấp cứu cũng đang di chuyển, nên tài xế không thể di chuyển vào đúng làn đường được lưu thông và không kịp thời nhường đường cho xe cấp cứu, chứ không phải tài xế cố tình chặn xe cấp cứu. Sau sự việc xảy ra, tôi cũng nhắc nhở chấn chỉnh tài xế lái xe cẩn thận, đi cho đúng làn đường. Ông Huy cũng lý giải, xe khách nêu trên chạy tuyến cố định, tài xế xe khách 15G 00147 sợ muộn giờ đến bến trả khách và lấy lệnh xuất bến trở về nên mới đi vào làn đường khẩn cấp. Vào thời điểm trên, tuyến đường vành đai 3 rất đông, xe khách Đức Huy đã đi vào làn khẩn cấp và không thể lách ra làn bên cạnh để nhường đường cho xe cấp cứu nên mới xảy ra sự việc nêu trên. Sau đó, xe khách Đức Huy di chuyển khỏi làn khẩn cấp để xe cấp cứu vượt lên và di chuyển tiếp. Ông Huy bày tỏ, nhiều người dân nhìn vậy cũng thấy bức xúc. Trước đó ngày 28 tháng 5 tài xế xe khách 45 chỗ mang biển kiểm soát 15G00147 lái xe chạy vào làn đường khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao, thành phố Hà Nội, hướng Linh Đàm Mai Dịch. Chiếc xe này còn cả đường xe cứu thương, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc. Theo hình ảnh ghi lại được, đây là chiếc xe thuộc nhà xe Đức Huy chạy tuyến Hải Phòng, Nghĩa Lộ, Mù Căng Trải. Đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đội đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ thông tin trên. Vừa qua, tại Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Viện kiểm sát nhân dân và công an hai tỉnh An Giang và Long An đã tổ chức xin lỗi công khai, phục hồi danh dự ông Lâm Hồng Sơn sau 34 năm ròng rã đi tìm công lý. Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 4 năm 1988, ban chỉ huy cảnh sát An Giang và ông Sơn đã ký hợp đồng mở cơ sở chế biến thức ăn gia súc. Ban chỉ huy lo mặt bằng, pháp lý Dường ông Sơn được giao khoán xây dựng xí nghiệp trên cơ sở trại cải tạo cũ Châu Đốc. Sau khi thành lập xí nghiệp, ban chỉ huy cảnh sát giao ông Sơn làm giám đốc và hỗ trợ 2 triệu đồng để hoạt động kinh doanh. Ông Sơn cũng góp 30 lượng vàng để xây dựng cơ sở, mua sắm trang thiết bị và mỗi tháng ông nộp khoán về cho công ty tỉnh An Giang 1,5 triệu đồng. Sau một năm hoạt động, lãnh đạo công an tỉnh An Giang sử dụng mặt bằng xí nghiệp để liên doanh làm ăn với đối tác Thái Lan và thành lập công ty An Cresto. Ông Sơn tiếp tục được bổ nhiệm làm giám đốc. Khi ông Sơn đi Thái Lan để đàm phán ký kết hợp đồng làm ăn cho An Cresdo thì lãnh đạo ban chỉ huy cảnh sát ký quyết định đưa người khác làm phó giám đốc phụ trách kinh doanh của An Cresdo. Lãnh đạo công an tỉnh An Giang cũng đồng thời quyết định bán hết số tài sản nhập khẩu của An Cresdo. Ông Sơn từ Thái Lan về nước đã không có hàng hóa để giao cho đối tác ở Long An như cam kết. Đầu năm 1990, ông Sơn tiếp tục làm hợp đồng kinh doanh với đối tác ở Long An thì bất ngờ công an tỉnh An Giang phát thông báo ông Sơn giả mạo người của công ty Ancresto. Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt giam ông Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Công an tỉnh Long An đang thụ lý vụ án, thì công an An Giang làm biên bản xin mượn bị can và giam ông Sơn 3 tháng. Tháng 5 năm 1990, công an tỉnh Long An ra quyết định trả tự do, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Sơn với lý do hành vi không cấu thành tội phạm. Thời điểm được tự do, tài sản góp vốn của ông sơn vào An cũng mất sạch ông sơn khởi kiện công an tỉnh An Giang đòi bồi thường thiệt hại tháng 12 năm 1990 ông sơn đến tòa nhân dân tỉnh An Giang để giải quyết vụ án thì bất ngờ bị công an tỉnh An Giang bắt tạm giam lần thứ hai với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa sau nhiều tháng điều tra cáo buộc nhiều tội danh khác nhau viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã truy tố ông sơn về tội trốn thuế với số tiền hơn 36 triệu đồng Tháng 11 năm 1991, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang ra quyết định trả tự do và đình chỉ điều tra bị can đối với ông Sơn, căn cứ buộc tội không vững chắc. Tại buổi tổ chức xin lỗi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân và công an hai tỉnh An Giang và Long An đã công khai xin lỗi và cải chính công khai đối với ông Lâm Hồng Sơn. Ông Lâm Hồng Sơn chấp nhận lời xin lỗi và cải chính công khai của cơ quan chức năng, đồng thời gửi lời cảm ơn Viện kiểm sát nhân dân, công an hai tỉnh An Giang và Long An cùng các ngành chức năng có liên quan đã lắng nghe và xem xét những yêu cầu điều tra lại vụ án. Đồng thời, ông Sơn cũng yêu cầu ngành chức năng liên quan hai tỉnh An Giang và Long An khẩn trương hoàn thành việc bồi thường các thiệt hại cho bản thân ông, nhanh chóng và đúng quy định của pháp luật. Như vậy, ông Sơn là người bị bắt giam oan hai lần, từ năm 1990 đến năm 1991, cáo buộc lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế. Sau gần 3 từ năm dòng dã làm đơn thư gửi đến nhiều cơ quan chức năng, cơ quan tố tụng các cấp, ông Sơn đã được minh oan. Hiện ông Sơn đã gửi đơn yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang bồi thường hơn 3,1 tỷ đồng. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An bồi thường hơn 2,7 tỷ đồng. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về thành lập Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo quyết định, Tiểu ban văn kiện gồm 22 người, trong đó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên làm trưởng tiểu ban. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải làm Phó trưởng Tiểu ban Thường trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc làm Phó trưởng Tiểu ban. Tiểu ban văn kiện có tổ biên tập giúp việc do trưởng tiểu ban đề xuất và thường trực thành ủy quyết định. Tổ biên tập giúp tiểu ban văn kiện tổ chức nghiên cứu các chuyên đề có liên quan, trực tiếp soạn thảo, biên tập, tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng cán bộ, đảng viên và nhân dân hoàn chỉnh các văn kiện trình đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12. Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng quyết định thành lập tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổ biên tập văn kiện gồm 13 người, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải là tổ trưởng. Ngày 29 tháng 5, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đoàn Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất. Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ Tài nguyên và Môi trường về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự. Đồng thời, C03 còn khởi tố Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất hiện là bị can trong vụ án tại tập đoàn Phúc Sơn, thành viên thường trực hội đồng kiêm tổ trưởng tổ giúp việc hội đồng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự. Bị can Khương Thanh Tùng, giám đốc công ty cổ phần giám định và thẩm định giá Thăng Long, bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn cao su Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Liên quan vụ án Trước đó C03 ra quyết định khởi tố các bị can gồm Lê Quang Thung, nguyên tổng giám đốc, nguyên quyền chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, Huỳnh Trung Trực, nguyên phó tổng giám đốc tập đoàn, Phạm Văn Thành, nguyên trưởng ban kế hoạch đầu tư tập đoàn, Nguyễn Thị Gái, nguyên tổng giám đốc công ty cao su Đồng Nai, Nguyễn Công Tài, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty cao su Bà Rịa, Nguyễn Trọng Cảnh, nguyên phó tổng giám đốc công ty cao su Bà Rịa, Lê Y Linh, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Việt Tín, Đặng Phước Dừa, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt Tín, Nguyễn Thành Châu, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty cao su Đồng Nai. 9 bị can trên cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3, điều 219, Bộ luật hình sự năm 2015.